Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Đây chạy luôn trong đường này. Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2018, cửa hàng Thanh Hạnh được chào đón đoàn khách đến từ Hà Nội. Đi đường ra đường dâu kèo ấy. Đấy, chú Đức Nguyễn, Trương Văn Tuấn, chú đến từ Như Quỳnh, Vân Đâm, Hưng Yên. Vâng, chú về cửa hàng Thanh Hạnh trong sáng ngày hôm nay và có cả cô đi cùng. Bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm và hàng vẫn tiếp tục về để phục vụ quý vị và các bạn trên toàn miền tổ quốc với hiện tại trong sáng. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm bạn hãy liên hệ đặt theo cửa hàng âm thanh Đức Hạnh số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn có thời gian và điều kiện hãy về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo địa chỉ trục đường 18, Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Trung tâm âm thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18 là 30m vào trong cổng chợ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.